Chào các bạn thân mến, hôm nay thì mình sẽ đi câu cá mè dinh lên những cái bãi như thế này. Và mình cũng đã chuẩn bị một số mồi để mình thủ để mình câu cá mè dinh sông nha các bạn. Địa điểm này rất là lý tưởng. Hy vọng mấy sẽ có một số cá nha. Rồi giờ thì mình tiến hành mình chọn mồi để mình câu cá. Rồi đây là những vật dụng để mình làm mồi câu nha các bạn. Mình thiếu thì miếng gà nữa. Đây, mình chuẩn bị sẵn. Câu cá mè dinh nữa các bạn. Đầu tiên thì mình phải ngâm cái thức ăn này, ngâm với một miếng nước để cho nó mềm ra nha các bạn. Thì mình đã để nước cho nó xếp xếp rồi, cho nó thấm cái này nó sẽ khô để hơi mình dễ trộn nha. Mình để cái này qua một bên đi. Mình làm cái này. Vô nha. Mình các bạn chỉ nên lấy cái nồng đỏ thôi nha, không nên lấy cái nồng trắng nha. Nồng trắng thì mình xớt qua chỗ khác. Lấy nồng trắng bỏ nha. Con đỏ mà. Sau đó các bạn bỏ thức ăn lên.
bớt càng nhiều càng tốt nha mày, để nhuyễn nha, nó độ dính chắc hơn. Này nhỏ quá. Thì lúc nãy mình có vô kia mình làm mồi cho các bạn xem đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi câu thử cho các bạn xem nha, để coi mồi nó hiệu quả như mình nói hay là không nha. Ok, giờ mình sẽ móc mồi và mình câu. Các bạn xem nè, cho nó cứng vậy là mình câu được nha các bạn. Các bạn ngâm khoảng 5 phút nha. Các bạn ơi.
chốt. Còi luôn các bạn ơi. Móc lại khác. Cá ghẻ quá ghẻ rồi. Wow, cá các bạn à, chết rồi. Chuột các bạn. Bạn thấy cá không? Để xuống rồi kéo các bạn. Mới để xuống rồi cá đã kéo rồi. Wow, các bạn ơi. Dễ đấy. Ai quay các bạn xem. Ui, con cá nó bự các bạn. Yeah. Con này nãy như mình vuột nè. Đầu tiên quá đã. Hay câu tiếp. Cá dễ ăn nước quá.
bạn ơi. Hai con rồi đó. Yếu quá vậy. Wow, cá kéo các bạn ơi. Con này.
quá à. Cá chép các bạn ơi. Được cá chép xong rồi các bạn ơi. Quá đã. Trời, đó giờ mình mới câu được cá chép xong luôn nha các bạn. Ủ nữ nè. Ôi, mình cắn sao người ta. Quá đã các bạn ơi. Đó giờ mình đi câu, lần đầu tiên mình câu được cá chép xong nha các bạn. Quá đã các bạn ơi. Hôm nay mình vô mánh nha các bạn. Cá dĩa kéo quá, chừng kéo. Wow, cá kéo cá dữ lắm các ơi. Được cá lạc các bạn ơi. Quá đã các bạn ơi. Hôm nay mình vô bánh rồi. Hôm nay mình vừa được cá chép, vừa được cá lăng các bạn ơi. Các bạn thấy mồi mình chỉ quả không? Quá đã các bạn ơi, hôm nay mình vô bánh thiệt rồi. Câu tới chiều luôn.
Wow, wow, cá dính các bạn ơi. Con còn mày dính nha. Nãy giờ mình dính cũng hơi bộn rồi đó. Thì sau một khoảng thời gian thì mình câu được một số cá như thế này, được ba chú cá mè dinh và cá chép, mà được một chú cá lăng. Thôi giờ cũng trưa rồi, gần 1 giờ về mình phải ăn cơm thôi. Buổi câu cá của mình đến đây xin tạm dừng nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đừng tiếc một like và subscribe cái kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ thì chào các bạn.